cây thông trên nước ăn được. Hôm nay Lizzy sẽ vẽ theo hình các bạn yêu cầu nhiều nhất. Lisa Blackpink. Đơn là xong. Window là cửa sổ. Thế thì Lisa đây. Ôi chết, dùng mắt rồi. Xấu quá. Là tại giúp lo làm ơn. Nên là Lizzy không tập trung lắm đây. Giúp lo, cậu học ngay với bộ Leo Leo chính phủ tiếng Anh này cho tớ. Tớ mua ở trên leoleo.edu.vn đây. Học phát âm chuẩn, đừng có làm phiền tớ nữa. Wow.